Mô Phan xin được kính chào toàn thể quý vị khán thính giả. Cảm ơn quý vị đã theo dõi các bản tin trên kênh The Saigon Post. Trở lại với bản tin thế giới 24 giờ ngày hôm nay, 25 tháng 1 năm 2024, mời quý vị cùng theo dõi những nội dung ngay sau đây. Ukraine gần đây sử dụng UAV mang đạn nhiệt áp tập kết vị trí phòng ngự của Nga nhằm tăng sức công phá trong không gian kín video xuất hiện gần đây cho thấy binh sĩ ukraine sử dụng máy bay không người lái uav cỡ nhỏ mang đạn phá mảnh lao vào đục thủng mái căn nhà nghi là nơi lính nga ẩn nấp sau đó cho chiếc thứ hai gắn đạn nhiệt áp lao qua lỗ thủng tạo ra vụ nổ lớn phá hủy công trình lực lượng ukraine tuyên bố không quân nhân nga nào trong căn nhà sống sót sau vụ tập kích uav góc nhìn thứ nhất fpv có sức công phá ngang đạn pháo cỡ nhỏ với lượng thuốc nổ mang theo chỉ vài kg Tuy nhiên, loại đạn nhiệt áp mới giúp chúng đủ sức phá hủy các tòa nhà và công sự đối phương. Đạn nhiệt áp không phải siêu vũ khí, song rất lý tưởng để lắp lên UAV để hủy diệt mục tiêu trong không gian kín. Biên tập viên David Hamplin của Fox ngày 23 tháng 1 nhận định, Samuel Bendett, chuyên gia về UAV đang làm cố vấn cho Trung tâm Phân tích Hải quân Mỹ, CNA cho biết các kênh Telegram của lực lượng Nga bày tỏ lo ngại về UAV mang đạn nhiệt áp của Ukraine. Một số cho biết loại vũ khí này có thể phá hủy công sự kiên cố chỉ sau hai đòn tập kích. Hamplin cho biết sức phá hủy của đạn nhiệt áp không nằm ở vụ nổ mà chúng tạo ra. Loại đạn này khi kích hoạt sẽ tạo ra một loại mây chất lỏng dễ cháy trong không gian kính, sau đó kích nổ để tạo ra quả cầu lửa khổng lồ hút sạch oxy trong không gian kính. Dù sức công phá của vụ nổ đạn nhiệt áp không lớn như đạn thông thường, nó kéo dài hơn, gây ra sức tàn phá lớn hơn cho công trình lẫn phổi của con người. Đạn nhiệt áp không gây thương tích trong bán kính hàng trăm mét như loại văn mảnh, song gây sát thương cao hơn trong không gian hẹp. Quân đội Nga sử dụng một số loại vũ khí nhiệt áp như tổ hợp pháo phản lực TOS-1A có biệt danh là pháo phun lửa, có thể gây thiệt hại rất lớn cho đối phương. Tuy nhiên, TOS-1A có tầm bắn không xa và dễ bị FPV của đối phương tập kích. Vũ khí nhiệt áp cỡ nhỏ có thể tập kích chính xác hơn, Hamplin cho biết quân đội ukraine thường dùng uav mang lựu đạn nhiệt áp để phá hủy phương tiện chiến đấu mà nga bỏ lại vụ nổ tạo ra sức công phá và ngọn lửa thiêu rụi những phương tiện này khiến đối phương không thể tái sử dụng chúng binh sĩ ukraine đang dùng fpv mang đạn nhiệt áp cỡ lớn hơn để tập kích các tòa nhà và công sự của nga uav có thể bay qua cửa sổ vào bên trong hoặc dùng đạn thường phá nóc công trình rồi thả hoặc cho phương tiện mang đạn nhiệt áp lao qua lỗ hỏng Cả nga và ukraine đang tăng cường sử dụng UAV trên chiến trường, đồng thời khai triển các biện pháp đối phó với loại vũ khí này của đối phương. UAV FPV có lượng thuốc nổ, tầm bay và tọa độ thua kém đạn pháo, song giá rẻ hơn nhiều, dễ chế tạo và có thể phá hủy mục tiêu đắt gấp hàng nghìn lần. Bộ trưởng quốc phòng Washington kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục ủng hộ cuộc đấu tranh của Kyiv chống lại sự chuyên chế của Moscow nói rằng không có sự quản lý yếu kém nào đối với viện trợ quân sự, vũ khí và thiết bị của Mỹ cung cấp cho Ukraine. Trong bài phát biểu khai mạc cuộc họp lần thứ 18 của nhóm liên lạc quốc phòng Ramstein-Ukraine hôm thứ Ba, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã nói rõ rằng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ không phát hiện thấy dấu hiệu lạm dụng nào đối với thiết bị và vũ khí cung cấp cho Kyiv. Ông nói, Hoa Kỳ tiếp tục làm việc chăm chỉ để theo dõi và giải trình về hỗ trợ an ninh của Hoa Kỳ dành cho Ukraine nhận xét của ông theo sau một báo cáo của ngũ giác đài được tờ New York Times trích dẫn rằng thiết bị quân sự trị giá hơn 1 tỷ Mỹ Kim do Mỹ cung cấp đã không được theo dõi chính xác và làm dấy lên lo ngại rằng chúng có thể bị mất, bị đánh cắp và chuyển hướng đi nơi khác. Báo cáo của Bộ Quốc phòng được công bố khi Quốc hội đang tranh luận về việc có nên gửi thêm viện trợ quân sự cho Kyiv hay không. Bộ Quốc phòng Ukraine công bố vào tháng 11 rằng họ đang thực hiện chương trình báo cáo việc sử dụng cuối cùng đối với tất cả các thiết bị quân sự do các đối tác quốc tế cung cấp cho Ukraine, bao gồm cả Mỹ. Vào ngày 20 tháng 1, các quan chức Ukraine và Hoa Kỳ đã tiến hành cuộc kiểm tra chung đầu tiên đối với vũ khí và thiết bị do Washington cung cấp, phát hiện ra rằng họ không có hành vi lạm dụng sau nhận xét của ông Austin. Ông Austin xuất hiện tại cuộc họp từ nhà riêng, nơi ông đang hồi phục sau ca phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt gần đây và cảm ơn khoảng 50 đại diện của các đồng minh và đối tác gần đây đã công bố các gói an ninh dài hạn mới cho Ukraine và nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ liên tục của họ đối với nỗ lực chiến tranh của Ukraine. Chúng ta phải tiếp tục tập trung cả vào nhu cầu chiến trường trước mắt của Ukraine và giúp Ukraine tăng cường, hiện đại hóa và duy trì lực lượng phòng thủ của mình trong thời gian dài. Ông Austin nói, an ninh của toàn bộ cộng đồng quốc tế đang bị đe dọa trong cuộc chiến của Ukraine. Tôi kêu gọi nhóm này nỗ lực hơn để cung cấp cho Ukraine nhiều hệ thống phòng không và máy bay đánh chặn. Mỹ hết kinh phí để gửi tới Ukraine cho đến khi Quốc hội phê chuẩn viện trợ bổ sung. Trách nhiệm cung cấp hỗ trợ cho Ukraine sẽ thuộc về các quốc gia khác để thu hẹp khoảng cách. Tòa Bạch Ốc cảnh báo nếu Mỹ bỏ rơi Ukraine, các nước khác có thể làm theo. Thưa quý vị, trong khi Nga còn đang loay hoay với oanh tạc cơ Tu-160, cổ lỗ sĩ từ 40 năm trước, thì Mỹ vừa thông báo nước này bắt đầu đưa oanh tạc cơ tàng hình B-21 Raider thế hệ 6 vào sản xuất, 2 tháng sau khi mẫu phi cơ này lần đầu cất cánh. Dựa trên kết quả các cuộc thử nghiệm trên mặt đất, trên không và kế hoạch của đội ngũ phát triển, tôi đã cho phép bắt đầu sản xuất oanh tạc cơ B-21 Raider với số lượng nhỏ. William Lapland, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách mua sắm khí tài ngày 23 tháng 1 cho biết, ông Lapland không tiết lộ chi tiết cụ thể về hợp đồng sản xuất oanh tạc cơ B-21 như giá trị hợp đồng, sản lượng dự kiến hay thời hạn hoàn thành. Northrop Grumman, hãng phát triển B-21 Rider, cùng ngày xác nhận mẫu máy bay này đã bắt đầu được sản xuất. Chúng tôi đã được trao hợp đồng sau khi dòng B21 thực hiện chuyến bay thử đầu tiên như lịch trình và đạt đủ tiêu chuẩn để có thể đưa vào sản xuất. Đại diện của hãng chế tạo vũ khí Mỹ cho biết, B21 glider kẻ tập kích có biệt danh sát thủ tàng hình được Northrop Grumman phát triển từ năm 2015 và công bố lần đầu tiên vào cuối năm 2022. Đây là mẫu anh tạc cơ đầu tiên được Mỹ ra mắt kể từ thập niên 1980, thời điểm dòng B-2 Spirit được đưa vào biên chế. Nhà sản xuất tuyên bố đây là anh tạc cơ tàng hình thế hệ 6 đúng nghĩa đầu tiên trên thế giới. Ngũ giác đài chưa tiết lộ nhiều về các tính năng của B-21, song cho biết mẫu anh tạc cơ này có thể mang theo nhiều loại vũ khí, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, sở hữu tầm hoạt động vượt trội so với các dòng máy bay hiện hành, đồng thời được tích hợp công nghệ tăng hình tối tân. B-21 cũng được cho là anh tạc cơ thông minh nhờ được trang bị nhiều cảm biến, mạng kết nối và năng lực hợp nhất dữ liệu cùng khả năng phát động chiến tranh điện tử và trinh sát. Thành tựu phát triển về công nghệ tàng hình trong hơn 50 năm qua sẽ được kết tinh trong chiếc máy bay này. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết trong buổi lễ ra mắt B-21 Rider tháng 12 năm 2022, ngay cả những hệ thống phòng không hiện đại nhất cũng khó có thể phát hiện được nó. Sát thủ tàng hình của Mỹ lần đầu tiên cất cánh vào tháng 11 năm ngoái, sau thời gian dài dự án bị chậm tiến độ vì nhiều lý do, trong đó có ảnh hưởng của COVID-19 mẫu anh tạc cơ này tuần trước đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm công khai lần thứ hai. Không quân Mỹ dự kiến đặt mua khoảng 100 chiếc B-21 Raider nhằm thay thế anh tạc cơ chiến lược B-1B Lancer và B-2 Spirit trong hàng chục năm tới. Mỗi chiếc B-21 có giá xuất xưởng gần 700 triệu Mỹ Kim, chưa kể chi phí nghiên cứu và sản xuất, trong khi toàn bộ dự án trị giá khoảng 203 tỷ Mỹ Kim. Theo kế hoạch, mẫu B-21 sẽ được đưa vào biên chế không quân Mỹ trong hai năm tới. Đến với chiến trường Trung Đông, theo TASS, nhóm mặt trận Hồi giáo kháng chiến Iraq ngày 24 tháng 1 thông báo về vụ tấn công nhằm vào ba căn cứ của Mỹ ở Iraq và Syria. Theo thông báo, các vụ tập kích nhằm vào các căn cứ Ain al-Assad ở tỉnh Anba và Erbil ở Iraq cũng như cơ sở gần dầu mỏ Konoko, tỉnh Deir ez-Zor của Syria. Các cuộc tập kích được thực hiện bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái. Hậu quả của vụ tập kích này chưa được công bố. Mỹ chưa bình luận về thông tin nói trên. Các cuộc tấn công xảy ra vài giờ sau khi lực lượng bán quân sự Hashabi của Iraq cho biết một thành viên của họ đã thiệt mạng và hai người khác bị thương do các cuộc không kích của Mỹ gần biên giới Iraq-Syria và ở khu vực Rauf Anas, phía nam thủ đô Baghdad của Iraq. Trước đó, nhóm mặt trận Hồi giáo kháng chiến Iraq đã cảnh báo Mỹ rằng họ sẽ gia tăng số lượng hoạt động quân sự ở Syria và Iraq khi đối thủ Mỹ tiếp tục gửi viện trợ quân sự cho Israel gây hại cho dân thường ở giải Gaza và Nam Liban. Kể từ khi cuộc chiến Iran-Hamas bắt đầu vào tháng 10 năm ngoái cho tới giữa tháng 1, các cơ sở quân sự của Mỹ ở Iraq và Syria đã bị tấn công hơn 140 lần. Các nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn được cho đứng sau những vụ tập kích này, dường như đáp trả việc Mỹ đã hỗ trợ Iran chống lại Hamas. Mỹ hiện có 900 quân ở Syria và 2.500 quân ở Iraq, với nhiệm vụ mà họ tuyên bố là đứng đầu liên quân quốc tế chống lại tổ chức khủng bố IS. Những căng thẳng tại khu vực Trung Đông đang ngày một lớn hơn khi lực lượng Houthi yêu cầu các nhân viên Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân đạo mang quốc tịch Mỹ, Anh rời Yemen trong vòng một tháng. Đề nghị các ông phải thông báo cho quan chức và nhân viên mang quốc tịch Mỹ, Anh rời Yemen trong vòng 30 ngày cơ quan đối ngoại của lực lượng Houthi viết trong thư gửi quyền điều phối viên nhân đạo của Liên Hợp Quốc tại Yemen Peter Hawkins ngày 24 tháng 1. Bức thư cũng đề nghị các tổ chức quốc tế không tuyển công dân Mỹ và Anh tham gia vào các hoạt động ở Yemen. Đại sứ quán Mỹ nói đã biết thông tin về bức thư, nhưng không thể đại diện Liên Hợp Quốc hay bất cứ tổ chức nhân đạo nào ở Yemen lên tiếng về những yêu cầu họ có thể đã nhận được từ Houthi. Đại sứ quán Anh cho biết các nhân viên của họ vẫn chưa được thông báo rời Yemen và cơ quan này đang liên lạc chặt chẽ với Liên Hợp Quốc. Liên Hợp Quốc cung cấp hàng hỗ trợ thiết yếu cho người dân Yemen thông qua tuyến đường biển đang bị hao thi đe dọa. Không nên ngăn cản sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc bằng bất cứ điều gì. Đại sứ quán Anh nói thêm, Houthi kiểm soát phần lớn lãnh thổ Yemen. Lực lượng này gần đây tăng tập kích tàu hàng đi qua biển đỏ, tuyến đường vận chuyển hàng hóa nhanh nhất từ châu Á đến châu Âu, nhằm gây sức ép buộc Iran phải ngừng chiến dịch nhằm vào Hamas. Mỹ và Anh sẽ đã tiến hành hàng chục cuộc không kích nhằm vào mục tiêu Houthi trên khắp Yemen để đáp trả. Mỹ hôm 17 tháng 1 đưa Houthi vào danh sách thực thể khủng bố. Dân biểu Mario Balaz, Đảng Cộng hòa, bang Florida và dân biểu Amy đảng Dân Chủ, bang California, đã đến Đài Bắc hôm thứ Ba ngày 23 tháng 1 để thể hiện sự ủng hộ sau cuộc bầu cử ở hòn đảo này. Hai thành viên Quốc hội Hoa Kỳ có kế hoạch giao lưu với các quan chức cấp cao và lãnh đạo doanh nghiệp trong chuyến thăm của họ. Mục đích của chuyến đi là tái khẳng định sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với Đài Loan sau cuộc bầu cử dân chủ thành công của họ, bày tỏ sự đoàn kết trong cam kết chung của họ đối với các giá trị dân chủ và khám phá các cơ hội để tăng cường hơn nữa mối quan hệ kinh tế và quốc phòng mạnh mẽ giữa Hoa Kỳ và Đài Loan. Văn phòng của họ cho biết trong một tuyên bố, ông Lại Thanh Đức thuộc Đảng dân tiến DPP cầm quyền của Đài Loan đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 13 tháng 1 và sẽ nhậm chức vào ngày 20 tháng 5. Trung Quốc quốc gia chưa bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực để đặt Đài Loan dưới sự kiểm soát của mình, đã chỉ trích một số nước chúc mừng ông Lai thắng cử, nói rằng họ không nên can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Trung Quốc xem các chuyến thăm của quan chức Mỹ tới Đài Loan là đang gửi một tín hiệu khích lệ tới phe ủng hộ độc lập trên đảo. Chính phủ Đài Loan nói rằng Bắc Kinh không có quyền lên tiếng thay người dân hòn đảo hoặc đại diện cho họ trên trường thế giới. Mặc dù thiếu quan hệ ngoại giao chính thức, Hoa Kỳ là nước ủng hộ quốc tế quan trọng nhất của Đài Loan và là nhà cung cấp vũ khí chính cho Đài Bắc. Ông lại cho biết, ông không tìm cách thay đổi hiện trạng trên eo biển Đài Loan, ông kiên trì với chính sách lâu đời là không tìm kiếm độc lập hay liên minh với Trung Quốc và chỉ có người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của họ. Xe bồn chở hơn 60 tấn khí hóa lỏng phát nổ sau tai nạn ở thủ đô Ulaanbaatar của Mông Cổ khiến ít nhất 6 người chết. Sự việc xảy ra tại Bayanjut, quận lớn nhất của thủ đô Ulaanbaatar của Mông Cổ. Sáng sớm nay, khi xe bồn chở khí đốt hóa lỏng LNG ngoặt gấp ở giao lộ và đâm vào ô tô đang di chuyển trên đường. Khí LNG rò rỉ ra ngoài và bắt lửa, dẫn tới vụ nổ. Cơ quan quản lý khẩn cấp quốc gia Mông Cổ, Nema cho hay, ít nhất 6 người đã thiệt mạng, trong đó có 3 lính cứu hỏa và 14 người bị thương. Phần lớn nạn nhân bị bỏng, trong khi một trẻ em ngộ độc khí. Video được cư dân địa phương đăng lên mạng cho thấy đám cháy bùng lên dữ dội và dẫn tới những tiếng nổ liên tiếp. Ngọn lửa bao trùm cả tuyến phố và nhiều phương tiện xung quanh hiện trường. Hàng loạt cửa sổ căn hộ và trường học gần đó vỡ vụn, xe bồn và nhiều ô tô xung quanh đều bị thiêu rụi. NEMA đã di tản 80 cư dân trong các căn hộ gần vụ nổ, đồng thời phong tỏa hiện trường để dọn dẹp đống đổ nát. Điều này cho thấy quy hoạch rất tệ, toàn bộ xe bồn dù chở khí đốt hay không đáng lẽ chỉ được di chuyển ngoài phạm vi thành phố al người có xe bị thiêu rụi trong sự việc cho hay. Thưa quý vị, bản tin của chúng tôi đến đây cũng sẽ được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã tin tưởng lựa chọn The Second Post để cập nhật tin tức. Molifan kính chúc quý vị sức khỏe và bình an. Và rất mong quý vị hãy tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách nhấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh. Xin được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.